Wow, băng tải nó không có xài dài, nó không có xài dây C nhé bạn, nó xài hai dây gời. Và wow, cái này nó xài hai dây gời ha, hay là tại anh em thay hai dây gời biết. Rồi tiếp tục thì thanh đập, dán xài thanh đập, anh em xài thanh đập dày không các bạn, dày không luôn nha, 2, 4, cũng 6 thanh đập. Ồ, anh em còn xài gần ghi luôn các bạn, gần xin cá gần ghi luôn. Gần nó dài ba canh dữ, thùng nó bằng mũ hả ta, hay là cái này nó ốp. Ồ, cái thùng, wow, cái thùng nó bằng nhựa luôn trời, thùng bằng nhựa, chữ Thái không luôn. Đúng đồng hồ. Rồi chức năng lái thì cũng như nhau thôi ha. Đây, cái hàm, cái băng tải. Rồi thì quay sơ sơ lượt kia thôi các bạn, cũng không có đó thôi. Sẵn mình dạch gom cho bà con xem thử máy chạy đạt dữ không, thấy bển chạy thấy đạt dữ không anh, đạt ha. Wow, cũng ngon quá các bạn ơi, bụi không à. Ồ nè đó các bạn, ở 108 đang cắt giống lúa đại thơm nha. Nè đây anh, đây anh chú ruộng, anh cũng chịu máy này chạy luôn. Rồi các bạn, cho mọi người xem nha. Cái này cái đồng 5 tỷ này là bằng là chúng không ạ. Rồi tiếp tục, hôm nay thì mình gặp được cây Kubota 108 nha các bạn. Đó, đây là cây 108 thật sự nha. Đó, cây này của phía trước của Thái luôn hả? Đó, anh em chạy đi kéo rồi. Đó thì thôi để mình quay vòng vòng sơ sơ cho các bạn, mọi người cùng xem và tham khảo chơi nha. Thì nói nghe, anh em cũng mới cắt xong một chủ, bây giờ nghỉ giải lao. Ở trong khi anh em nghỉ giải lao để mình quay sơ lược cho các bạn xem. Thì nãy mình cũng có hỏi hay gì, hình như là anh em nói cây 108 này thì hàm nó cũng là hình như bằng 105 các bạn. Tính gai gan mình nó cũng hai tấc. Và cái này chắc mấy anh em chế thêm hay là nó có sẵn đó ta, nó có mấy cây vòng tròn ở trong đây nha các bạn. Đã quá chắc đã không nội rồi. Nói chung dòm nó thì cũng hì hòm lắm các bạn. Rồi thì giờ mình muốn quay sơ sơ các bạn xem. Đây, rồi giờ thì cái băng tải. Wow, cái băng tải. Chúng mình quay cái này thì cũng quay sơ sơ cho các bạn xem, chứ cũng mình cũng không có hiểu cụ thể không nha các bạn. Wow, băng tải nó không có xài dài, nó không có xài dây C nhé bạn, nó xài hai dây gời. Wow, cái này nó xài hai dây gời ha, hay là tại anh em thay hai dây gời không biết. Còn Kubota thì trong lẻ nó xài dây vẫn C các bạn, cái này xài hai dây gời. Hồi dây suốt thì cũng hai dây ha. Rồi đây thì bánh xích. Rồi, bánh xích thích ngược tắt, thấy nó bích cái thông số hết rồi mình không có thấy được nha các bạn. Vì là nó tới 7 con lăn, 4 con lăn trước, 4 con lăn sau, còn cái máy nữa bạn, động cơ. Thì động cơ chắc nó cũng như 105 thôi, nhưng mà nó là 108 các bạn. Mình chỉ quay được chơi chơi thôi. Đây hộp số đây các bạn, số cũng na ná như 95 với 100 thôi ha. Cái hàm bề dưới này, cái hàm bề dưới này chắc bự hơn, quá bự luôn các bạn, bề ngang to ghê luôn ạ. Cái thông số của nó này các bạn, đây cái thông số bề ngang rộng đó ta, 75-80. Đây thông số nữa các bạn. Rồi, con máy này thì cũng như 105 ha. Đây cái hông của nó 108 của anh em dán mấy ngựa luôn. À trời, thấy nó cũng dài ghê ta.
Rồi tiếp tục thì thanh đập, dẫn xà thanh đập. À, anh em xà thanh đập dày không ạ các bạn? Dày không luôn nha. 2 4 cũng 6 thanh đập. Ồ, anh em còn xài gần ghim luôn các bạn. Gần xương cá gần ghim luôn đó. Wow, gần nó dài. Còn xài gần xương cá luôn, gần ghim luôn. Anh em cố gắng cái bơm dầu lượng của nó. Nghe nói vậy mà một miếng đất làm bờ xài, miếng đất bờ xài được giang luôn mà. Lượng này các bạn, xích nó cũng bằng 100 không ta, hay bự hơn? Xích cái gì? Xích bự hơn luôn hả? Nếu bự hơn thì là nó 6 tắc hả ta? 6 tắc. Thùng dài hơn 100 luôn. Thùng dài hơn luôn. Em thấy cái thùng dầu kìa. Thùng dầu hả? Wow. Nhiều can. 10 can rưỡi. 10 can. Ghê vậy trời. 3 can rưỡi. Thùng nó bằng mũ hả ta? Hay là cái này nó ốp? Mũ. Ồ, cái thùng. Wow, cái thùng nó bằng nhựa luôn trời. Nè, hôm qua cái chỗ nơi sản xuất nè. Thùng bằng nhựa, chữ Thái không luôn. Mấy chục cây số qua đây chủ yếu rồi quay cái máy máy tranh thủ chạy em ơi đi nào em hồi đó không có gấp chưa rồi đây cái cát nước các bạn, nước rất thật lạ. Nói cái thùng nước thì anh em nói nó cái thùng dầu 100 tới 3 can rưỡi ha, quá trời luôn. Rồi qua mình lên đây mình quay ở trên đây cho các bạn xem ở trên. Cái này là chắc cái để cái này chắc để chỉnh cái ấy quá. Nó để xài của nhân khoan lúa. Nhân khoan lúa ha. Lúc xài bồn á ha. Số này các bạn. Đồng hồ. Rồi chức năng lái thì cũng như nhau thôi ha. Đây. Cái hàm, cái băng tải. Rồi thì quay sơ sơ lượt kia thôi các bạn, cũng không có gì. Rồi thì giờ anh em chuẩn bị chạy ha. Rồi. Tấn mấy hả? Tấn tư hả? Rồi bây giờ thì anh em tiếp tục chạy nha các bạn. 108. Đã giờ nó hì hòm lắm các bạn. Nói chung là thùng nó dài hơn thùng 100 luôn mà. Đó, anh em đang cắt lúa, đã giống lúa đầy thơm nha. Thì mới cắt xong chỗ này hả? Tháng 3 năm chục. Bây giờ thì qua tới anh chủ ruộng này. Tới anh hả? Giá đỡ không anh? Ồ, 8.1 là lấy cọc 9.000. Ồ, lấy cọc 9.000, bây giờ còn có 81. 81. rồi có phàn nàn thắc mắc gì không? Không, bây giờ phàn nàn mắc gì ai cũng vậy chứ. Ai cũng vậy, giờ thôi đành phải chịu luôn ha. Anh tên gì chú ruộng? Tên Đặng. Đặng. Đặng ở kinh Chó Chắc hả? Ủa, kinh 5 tỷ. Kinh 5 tỷ. Đây anh Đặng kinh 5 tỷ. Anh làm được nhiêu công? Anh làm có 10 công à. Chục công ha. Vậy là giá thì được 8.1. Đó thì anh Đặng ở kinh 5 tỷ làm đang chuẩn bị cắt lúa ảnh thì giá được 8.1 nha các bạn, là giống lúa đại thơm. Rồi bây giờ cây 108 tiếp tục qua chạy cho anh. Bây giờ đang được nha các bạn. Qua bà ơi, trời ơi. Giống lúa đại thôn. Wow, cái hàm gom chảy nè các bạn. Đó thôi, sẵn mình dịch gom cho bà con xem thử máy chạy đạt dữ không. Thấy bển chạy thấy đạt dữ không anh? Đạt ha. Wow, cũng ngon quá các bạn ơi. Bụi không à? Ồ nè,
đó các bạn. Ở 108 đang cắt giống lúa đại thơm nha. Đà, đây anh, đây anh chú ruộng anh cũng chịu cái máy này chạy luôn. Nó chạy cũng quá đạt à. Rồi bây giờ thì máy tiếp tục vượt nha các bạn. Có màu thì màu 93, cây này thì của Thái các bạn, có bản luôn. Chúng ta cắt giống lúa đại thơm ở 5 tỷ. Quá bụi, mình đứng đây bụi quá bụi. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Đó thì mình cũng quay sơ sơ được là anh em lúc nghỉ giải lao thì mình quay cũng được cận cảnh được tí xíu sơ sơ cái chiếc máy 108 cho các bạn xem tham khảo thôi. Thì anh em tài xế mình thì nói chạy không lại 100, nói chạy không lại 105 bên đây đâu, quay cái gì không biết, nói thiệt hay nói chơi. Đó thì nói chung là mình cũng thấy chiếc máy đời mới thì mình quay để cho các bạn, cho người xem để tham khảo ha. Đó thì mình cũng đã mới quay xong thì thôi, giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn và mọi người đón thêm những cái video kế tiếp là anh em đang cắt nha. Nói chung mình quay dài nó cũng có giới hạn đó các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn ha. Đó, còn bên đó thì chiếc 105 của Thái miền Tây.